Người đàn ông tử vong bất thường ở thành phố Hồ Chí Minh là giáo sư, thi thể có vết thương. Liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong bất thường, cảnh sát xác định trên thi thể nạn nhân có vết thương, con trai người này mất liên lạc. Đến 15 giờ ngày 7 tháng 6, công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nghi người đàn ông bị sát hại tại căn nhà trong hẻm đường Thích Quảng Đức, phường 5. Nạn nhân được xác định là ông B, sinh năm 1950, ngụ tại quận Phú Nhuận. Nạn nhân tử vong, trên thi thể có nhiều vết thương. Nguồn tin của báo chí tiết lộ qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện trên thi thể ông B có nhiều vết thương chưa rõ thời điểm tử vong. Một nguồn tin cho hay hiện cơ quan chức năng đang điều tra xác định vết thương chí mạng và tìm tung tích người con của nạn nhân do không thể liên lạc sau vụ việc. Tại hiện trường, cảnh sát đang giăng dây xung quanh căn nhà của nạn nhân, các trinh sát trích xuất camera an ninh, đồng thời khám nghiệm tỉ mỉ các vật dụng trong nhà để điều tra. Phía bên ngoài, lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ cũng thực hiện các chốt chặn để phong tỏa bảo vệ hiện trường, người dân không được tiếp cận bên trong. Có mặt tại hiện trường vụ việc, nhiều người dân tiết lộ ông B sống cùng người con trai tên K khoảng 25 tuổi tại căn nhà trên. Một nhân chứng kể lại, cách đây 4 năm ngày, tôi thấy ca chạy xe máy không đội nón bảo hiểm phóng thật nhanh ra đường. Theo người dân sống xung quanh nhà nạn nhân, ông B là giáo sư và hiện tham gia giảng dạy cho nhiều trường. Trước đây ông B đi dạy thì ca thường tụ tập bạn bè về nhà chơi, ca thường xuyên ra ngoài và không giao tiếp với những người xung quanh. Một hàng xóm khác cho biết thời điểm lực lượng chức năng phát hiện, thi thể nạn nhân đã trong tình trạng bắt đầu phân hủy. Như báo chí đã đưa tin, chiều ngày hôm qua, gia đình ông B không liên lạc được với ông B nên đã liên hệ đến Công an phường 5 quận Phú Nhuận. Sau khi nhận tin báo, Công an phường 5 đã đến căn nhà nơi ông B đang sinh sống thì cửa đã bị khóa trái. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên cảnh sát phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện ông B đã tử vong. Sau 4 giờ tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Anh Khoa, con ruột của nạn nhân, tại một khách sạn ở phường 12 quận 10. Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Khoa thừa nhận vào trưa ngày 6 tháng 6, có xin tiền tiêu nhưng bố không cho. Trong lúc nóng giận, Khoa đã nhở tay đánh đập khiến ông B tử vong. Sau đó đối tượng lấy tiền vàng rồi bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra tình nghi Khoa nghiện chất kích thích cỏ Mỹ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.